Nguyễn Công Phượng vẫn chưa được đội bóng của Nhật Bản Yokohama FC tin tưởng khi tiền đạo này lại một lần nữa bị huấn luyện viên Yomoda Suai loại khỏi danh sách thi đấu ở trận đấu thứ 6 J-League. Hôm nay 1 tháng 4, Yokohama FC sẽ đối đầu với Avispa trong trận đấu thứ 6 của mùa giải J-League 2023. Trận đấu này rất quan trọng đối với Yokohama FC và huấn luyện viên Yomoda Suai khi đội bóng đang xếp cuối bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu. Một lần nữa tiền đạo Nguyễn Công Phượng lại bị huấn luyện viên Yomoda Suai loại khỏi danh sách thi đấu. Đây là trận thứ 7 liên tiếp mà Công Phượng không được trao cơ hội đá cho đội bóng Nhật Bản. Cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa có một lần ra sân cho đội bóng mới của mình, chỉ có một lần xuất hiện trên ghế dự bị trong trận đấu ở J-League Cup nhưng không được tung vào sân. Công Phượng chỉ được ra sân trong 2 trận đấu tập của Yokohama FC. Trong trận đấu tập mới nhất, anh được thử nghiệm ở 2 vị trí là tiền vệ tấn công phía sau Kazuma Takai và sau đó là tiền vệ phòng ngự từ phút 63. Tuy nhiên, Yokohama FC đã thua Đại học Juntendo với tỷ số 0-2. Trước đó, Công Phượng đã có mặt trên sân trong suốt 90 phút của trận đội nhà hòa 3-3 trước đội hạng 3 Iwate Grula Morioka vào ngày 25 tháng 2. Với chuỗi kết quả tệ hại của Yokohama FC trong 6 trận đấu gần nhất gồm 6 trận thua và 1 trận hòa ở cả 2 giải đấu nội địa, cơ hội cho những cầu thủ dự bị như Công Phượng được ra sân là rất ít. Tương lai của Công Phượng tại Yokohama FC đang rất mờ ám và có thể sớm kết thúc ở mùa giải năm nay.